Hello, chào Nguyễn Văn Tùng. Hello, chào Trần Tuấn Minh. Hello, chào cả nhà. Chào Nguyễn Văn Trang. Hello, chào Phạm Nhật Tâm. Các em thấy hình ảnh thế nào, có sắc nét không? Chào Nguyễn Đình Đông. Hello, chào cả nhà. Không biết được. Xe mạnh mẽ thì may chăng được. Chào Nguyễn Thế Quang, chào Lan Anh, chào Lưu Trần Hoàng Thuận. Cả nhà xe mạnh mẽ lại giúp thầy nhá, tag các bạn của em vào trong video live stream nhá. Nhạc hay không em? Các em thích nhạc này không? Hay là để thầy bật bài khác nào? Các em thích bài nào để thầy bật? Nộp trễ 30 giây thì sợ là chưa được đâu. Không khéo như hôm qua hơn 600. Nhưng mà phải xe mạnh mẽ vào cơ. Hôm nay thì thấy xe yếu lắm. Nói chung là muốn được hơn thì phải xe nhiều. Các em giúp thầy tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream nhá. Hello, chào Nguyễn Viết An. Các em thích nghe bài nào để thầy bật nào? Hello, chào Nguyễn Văn Quân. Chào Lan Anh. Các em tổ chức xem chung ở trong nhóm live VIP thúc thầy với Quân ơi, Quân tổ chức xem chung nhóm live VIP thúc thầy với. Xong giúp thầy tát tất cả các bạn các em vào trong video live stream nhá. Hello, chào cả nhà. Chào hỏi nhau cái nào. Chào Tâm. 700 mà đi được 600. Hơn 700 Tâm chẳng để ý gì đến thầy cả. Chim non á. Chim non là bài gì thầy cũng chưa biết bài chim non là bài gì luôn. Lại có cả bài chim non. Chào Trang Huyền. Hello, chào cả nhà. Các em giúp thầy xem video live stream này về tường xong tát tất cả các bạn của các em vào trong video live stream nhá. Hello. Nhanh tay xe nào, 150 bạc. 150 bạc rồi mình bắt đầu học nhá. 150 bạc. Rồi mình bắt đầu học. Nào nhớ xe lại video live stream lại về tường nhá. Hôm nay là tổng hợp hữu cơ trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đây là tổng hợp tất cả các câu hữu cơ trong các mã đề trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 mà các bạn thích ấy. Như chưa bắt đầu, ok, tẹo nữa, đang nghe. Muốn hôm nay học tốt thì các em nhớ là phải comment đáp án thật nhiều, mẽ vào nhá, xong rồi để cho thầy cùng giúp đỡ cho tất cả các bạn mà các em cũng để học giỏi hơn. Đấy là cái ý mà mong muốn nhất của thầy. Thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn mà các em học giỏi hơn của về bộ môn hóa. Bao nhiêu bạn không biết cách tìm đồng phân hữu cơ siêu nhanh nào? Bao nhiêu bạn không biết cách tìm đồng phân hữu cơ siêu nhanh chấm cái để thầy biết à? Bao nhiêu bạn không biết cách tìm đồng phân hữu cơ siêu nhanh chấm cái để thầy biết à? Bao nhiêu bạn không biết cách tìm... Đấy, đã mở nhạc rồi. Không nghe thấy gì à?
Bao nhiêu bạn không biết cách tìm động phân hữu cơ nhanh chấm cái để thầy biết nào. Bao nhiêu bạn không biết cách tìm đồng phân hữu cơ nhanh chấm cái để chú Minh biết nào. Bao nhiêu cháu không biết cách tìm đồng phân hữu cơ nhanh chấm cái để chú Minh biết nào. Hãy trao cho anh sóng gió. Ok, nhìn hết rồi. Bao nhiêu bạn mà không biết cách tìm đồng phân hữu cơ siêu nhanh nhá thì click vào cái link mà chú Minh vừa ghim lên đó. Ok chưa? Sóng gió à? Bao nhiêu fan sóng gió nào? Sóng gió nhá. Chào Nguyễn Thị Giang. Hello, chào tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em đang theo dõi buổi livestream hôm nay là buổi tổng hợp hữu cơ trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Các em nhớ giúp thầy share lại video livestream lại về tường và chia sẻ lại video livestream này, tổ chức xem chung trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên giúp thầy nhá. Đấy, 3, 4, 5, 7, 8, đúng rồi, chính xác. Những bạn nào mà chưa biết thì click vào cái link mà thầy ghi vào đây. Thầy thấy comment của em là Nguyễn Văn Tùng ạ. Hello, chào Lê Văn Lưu. Nào các em share nhanh video livestream nào để được 150 bạn rồi mình bắt đầu. 150 bạn rồi mình bắt đầu nhá. Hello, chào cả nhà. Sóng gió, ok, thầy thấy rất nhiều bạn thích sóng gió. Ok, sóng gió nha. Sóng gió này. Sóng gió, ok. Nghe xong bài sóng gió mình vào học nhá. Chào Ngọc Quyền. Hello, chào các em. Thấy chưa? Nhá. Được không? Những thanh niên nào mà chưa biết về phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh của thầy thì click vào link ở phía dưới nhá. Nghe hết bài sóng gió rồi mình bắt đầu học. Hôm nay thầy sẽ chữa chúng ta toàn bộ tổng hợp hữu cơ trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 nhá. Những cái câu hữu cơ cực kỳ hay và rất dễ có ở trong đề thi ở trên trường của các em sắp tới, đề thi buổi 2 á. Lý thuyết là các em sợ nhất đúng không? Bao nhiêu đứa sợ lý thuyết hữu cơ chấm ngay để thầy biết nào. Bao nhiêu bạn sợ lý thuyết hữu cơ chấm để thầy biết nào. Ai về chung lối. Hello, chào Hà Thu Diệu. Thầy không thuộc lời bài này. Thay đổi em lẻ loi. Thầy không đọc được rap câu này. Hôm nào thầy nhờ thằng em trai để hát xong thầy hát một vài bài cho chúng ta cũng được. Đó. Hello, chào Đặng Vân Anh. Các em giúp thầy xem là nhanh video livestream lại về tường nhá. Ok. Học chưa nào? Nhiều đứa sợ lý thuyết quá nhỉ. Học nhá. Ok, học nhá, các em cùng comment đáp án nhá. Thôi bắt đầu học. Nào, comment đáp án thì xem nào. Đúng, hát hay quá lại bay nick, đứa nào thông minh thế. Nào các em cùng comment đáp án thì xem nào. Câu số 1. Đây là câu số 1 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Mã đề số 203.
công thức của triolin là, công thức của triolin là vừa thử xe nó khóa tạm thời. Nào, trung học phổ thông quốc gia năm 2019 câu 203. Nào các em cùng comment đáp án nhé. Câu số 1, công thức của triolin. Câu này năm nay vừa mới thi xong đấy. Vừa mới thi xong các anh chị 2K1 vừa mới thi xong luôn. Các em cùng comment đáp án để thầy xem nhé. Nào ok, công thức của triolin gì nhỉ? Anh này là gì? Triolin là gì? C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Chính xác, QKK hoàn toàn chính xác luôn. Rất tốt, thầy thấy có rất nhiều bạn comment đúng nhá. Hà Thu Diệu, Trang Huyền, Nguyễn Viết An. Bạn Hà Thu Diệu, Diệu là bạn nữ sinh gái mà thầy vừa mới kết bạn xong. Ngọc Huyền, Ngọc Huyền đã sang qua nhanh thế. 1A chính xác, rất tốt. Nào, có khéo cái câu 1 này bói ra mới tìm được bạn sai ấy nhỉ? Đúng không? Đấy, em thấy đề thi trung học phổ thông quốc gia rất là dễ mà nó là rất giống những cái đề mà thầy đã cho ông ta làm. Đúng không? Nào mình tiếp này. Câu số 2. Câu số 2. Vẫn là đề thi trung học phổ thông quốc gia 2019, mã đề 203, mã đề 203. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Lưu ý cho thầy là quỳ tím chuyển màu xanh nhé. Gạch chân cho thầy từ là quỳ tím chuyển thành màu xanh. Để mà quỳ mà chuyển thành màu xanh ấy khi nó có tính. Tính gì? 3 giờ. Được chưa? Thế anh HCL là quỳ chuyển đỏ. Bỏ anh CH3CH quỳ chuyển đỏ. Bỏ anh này, một nhóm NH2, một nhóm CH quỳ không đổi màu. Quỳ không đổi màu nhá. Các em nhớ share video livestream này về tường nhá, xong tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream thầy nhá. Vậy thì anh này là metinamin đúng không? Anh này làm quỳ chuyển máu xanh. Đúng không? Anh này có tính 3 giờ. Được chưa? Và anh này thêm nữa là tính 3 giờ của nó còn mạnh hơn cả NH3. Ok? Đấy, hiểu chưa? Rất là dễ thôi nhá. Các em nhớ xem video livestream này về chừa tường xong tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream của thầy nhá. Nào mình tiếp tục nào. Sang câu số 3. Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 năm đề câu số 203. Đây là những câu này, những câu mức độ nhận biết thông hiểu các em ạ. Đây là những câu mức độ nhận biết thông hiểu rất là dễ thôi. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? À, câu này nghe vẻ là cũng mệt mỏi phết đúng không? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide nào? Cả lớp cùng comment xem nào. Thuộc loại disaccharide hả? Mình có này. Glucose là mono saccharide. Tinh bột là poly saccharide. Fructose là mono saccharide. Đấy. Nhìn chưa? Tiếp tục này, saccharose là disaccharide. À thế vậy thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta, disaccharide là saccharose. Chúng ta còn biết được công thức phân tử của saccharose là C12H22O11. Kia Lê hoàn toàn chính xác. Kia Lê comment nhanh đấy. Làm từ từ thôi em. Lê Minh Quang chính xác, rất tốt. Rất tốt luôn. Nào, wow. Các em nhanh tay giúp thầy share video livestream lại về tường nhá, xong tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream thầy nhá. Nào mình tiếp này. Sang câu số 4. Câu số 4. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Câu số 4. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Thằng tơ nào là tơ nhân tạo bây giờ nhỉ? Thế thì như thầy dạy các em này, tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp? Bán tổng hợp. Thì như cái buổi mà livestream lên được hơn 700 bạn xem nó ấy nhá, thì chỉ cần nhớ cho thầy là gì? Tơ visco và tơ visco và tơ acetat. Tơ AC. Chỉ cần nhớ cho thầy là tơ visco và tơ acetat là ok. Được chưa? Nhớ chưa? Tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo là tơ visco và tơ acetat. Vậy này mình có này, ni lông 6 là tổng hợp. Tổng hợp. Tơ tằm là tơ thiên nhiên. Được chưa? Tơ ni lông 6,6 là tơ tổng hợp. Còn tơ visco, tơ acetat là tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo? Đáp án đúng đáp án D. Quỳnh Phạm chính xác, rất tốt. Rất tốt. Ok. Câu số 4 à. Câu số 4. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, 149 mà đang theo dõi video livestream, các em giúp thầy xem lại video livestream nhanh mạnh mẽ nữa lên xem nào. Nhanh mạnh mẽ là 150 rồi, hơn 200 xem nào. Hôm nọ là hơn 700 là được giảm giá khóa, à giảm giá full khóa live VIP còn 250.000 này. Xong rồi lại còn là sách hữu cơ chỉ còn 75.000 luôn. Dã man không? Đúng rồi. Tag tất cả các bạn ở trong video livestream rồi nhá. Thầy đang tổng ôn về hữu cơ. Đây là các câu ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Nào, câu số 5.
cho 1 ml. Những cái câu này là mấy năm nay định hướng là rất là hay thi. 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từng giọt giọt NH3 cho đến kết tủa sinh ra bị hòa tan hết, kệ nó. 3 đến 5 dung dịch X đun nóng nhẹ hỗn hợp, trong vài phút xuất hiện lớp trắng bạc. À vậy có nghĩa là X có khả năng trắng bạc. Vì rất nhiều nhưng mà chốt lại chỉ là X có khả năng trắng bạc, vậy thôi. Được chưa? Bây giờ mình đi tìm trong tất cả những bọn này thằng nào là thằng X có khả năng trắng bạc thì ok. Được chưa? Thế là các em cùng xem nhé. Trong này là những anh nào là có khả năng trắng bạc thì chúng ta cùng để ý xem anh nào có khả năng trắng bạc này. Acid acetic CH3COH. Các em nhìn xem là acid acetic có khả năng trắng bạc không các em? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Trắng bạc thì phải có gì cơ? Phải có chó cơ các em ạ. Phải có chó cơ. Hoặc là phải có HCOOR phải. Đây, thằng acid acetic không có chó mà cũng chẳng có HCOOR phải. Đấy, hôm nay được hơn 170 bạn rồi. Các em nhanh tay share lại video livestream nhá. Xong tag tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Nào, thằng này lại có chó có HCOOR phải, thằng này không có chó không HCOOR phải. Loại. Đúng chưa? Anconetylic C2H5OH không có chó không có HCOOR phải. Loại tiếp. À các em nhớ chụp số bạn đang theo dõi video livestream của thầy tối nay xong gửi cho thầy nhá. Lan Anh đâu rồi? Tâm đâu rồi? Chụp lại giúp thầy nhá. Glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Anh này cũng gì? Anh này cũng không có chó hoặc là không có HCOOR phải. Các em nhìn nhá. Vậy là bỏ nốt D. Vậy anhydride formic chắc chắn cháu nó rồi. HCHO. Đúng chưa? Anh này thì vừa có, anh này thì có chó. Có chó thì chắc chắn là nó có gì nhỉ? Thực hiện phản ứng trắng bạc. Đáp án đúng của mình là đáp án C nhá. Đáp án đúng mình đáp án C nhá. Các em nhớ giúp thầy tổ chức xem chung trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên nhá. Đấy, rất là dễ. Mình sang câu số 6 đó. Mình sang câu số 6. Trung học phổ thông quốc gia năm 2000. Trung học phổ thông quốc gia. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, câu tiếp theo. Nào cùng comment đáp án tiếp xem nào. Đáp án gì các em? Nào câu số 6, câu số 6. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metilic. À, thế mình phải biết ancol metilic là gì các em ạ? Bao nhiêu bạn nhớ được công thức của ancol metilic là gì? Công thức ancol metilic khó phết đấy. Bao nhiêu đứa nhớ được công thức của ancol metilic là gì nào? Công thức của ancol metilic hả? Ancol metilic là CH3OH. Tình ơi, tình tổ chức xem chung giúp thầy nhá. Nhìn thấy tình nó đang học rồi. Ancol metilic vậy thì anh Este đấy nó phải thủy phân ra CH3OH. Đúng chưa? Anh này thủy phân ra C3H7OH không có. Anh này thủy phân ra CH5OH không có. Anh này thủy phân ra CH5OH không có. Và anh này thủy phân ra CH3OH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá. Đấy, những câu lý thuyết của đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 rất là dễ thôi. Hoàn toàn chúng ta thừa sức chúng ta có thể làm được. Đây là những câu về hữu cơ đấy. Các em rất là sợ lý thuyết đúng không? Thế nên là thầy đang livestream giải full lý thuyết hữu cơ trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho chúng ta. Có 24 mã đề cơ, chúng ta cứ thoải mái mà làm. Thoải mái mà làm. Nhà thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe đi nhá. Bởi những câu này là rất dễ có ở trong cái đề thi của trên trường của em, đề thi thử cũng như là đề thi học kỳ 2 hay là đề thi đề thi kiểm tra một tiết lần thứ 2. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa livestream hoặc là mua sách hữu cơ và vô cơ, thầy đi inbox cho thầy nhá, hoặc chỉ thảo thoát. Hà Thu Dịu đấy. Khuôn mặt nói lên tất cả, càng xinh gái thì càng học giỏi. Câu số 7. Dịu ơi, em có người yêu chưa? Ở đây thầy đang chuẩn bị phát người yêu cho này. Bao nhiêu đứa bấn lắm rồi cần thầy phát người yêu nào? Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho 54g glucose. Glucose là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol của glucose bằng 54 chia cho 180. 54 chia 180 bằng 0,3 mol. Nhớ chưa? 0,3 mol. 0,3 mol. Hiệu suất 75%. 75%, 75% là 75 chia 100 thì bằng 0,75 các em nhé. Thì thu được mg CH5OH. Hai thằng C2H5OH. Vậy mình tìm được giá trị của m. 0,3 nhân 2. Thuận nhân hiệu suất nghịch chia tổ chức. Thuận nhân hiệu suất nghịch chia hiệu suất. Vậy đây là thuận thì phải nhân với 0,75. 0,75. Hello chào Yến Nhi. 0,3 nhân 2 nhân với lại 0,75 ra số mol là 0,45 mol. Vậy đây là 0,45 mol. Hello chào Lưu Trần Ngọc Thuận. 0,45 mol CA5OH. 0,45 mol CA5OH. Vậy thì mình nhân với lại 40 nhân với 46 ra được khối lượng 20,7 gam. Nhìn chưa? 20,7 gam các em nhá. Đáp án đúng chúng ta là 20,7. Nhìn rõ chưa? 20,7. Bao nhiêu bạn cùng làm được 20,7 nào? Comment em để thầy biết nào. Hello chào Quỳnh Phạm. Câu số 8. Câu số 8 đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Câu số 8
đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Nào cùng comment xem phát biểu nào sai nào cả nhà. Phát biểu nào sai nào các em? Tơ ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Tơ ni lông Tâm, mình không có người yêu. Tâm lại đi thả thính rồi. Tâm có Đức rồi đấy. Đức đâu rồi? Tâm tác Đức về xem nào. Câu số 8, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Phát biểu nào sau đây là sai? Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Chính xác. Ok chưa? Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian. Chính xác. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Đây, nitron đây này. CH2 nối đôi CH-CN. Thì anh này là nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành CH2-CH-CN. Anh này là trùng hợp chứ không phải trùng ngưng. Các em nhớ nhá, anh này là trùng hợp chứ không phải trùng ngưng. Rất nhiều bạn bị sai này. Nitron là trùng hợp, vậy sai từ trùng ngưng. Chỗ này phải là trùng hợp nhá. Đáp án đúng đáp án C. Tơ tầm thuộc loại tơ thiên nhiên, hoàn toàn chính xác. Được chưa? Nhớ nhá. Nào, mình sang tiếp câu số 9. Thôi, đố cả nhà biết bài nào đang hát. Đố cả nhà biết bài nào đấy. Nào, mình sang câu tiếp theo, câu số 9 nào. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, mã đề 203. Chuyển thái ý đi. Điền, chuyển thái ý đi. Nào, tiếp tục nào các em. Em đừng đi. Nào, câu số 9 nào. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây à, đúng rồi, Thanh Hùng, chính xác. Giỏi ấy. Nào, câu số 9. Phân tử lysine có một nguyên tử nitơ. Lưu ý này, cần biết cho chúng ta công thức của lysine nhá. Rất nhiều bạn quên công thức của lysine. Nhìn này, những bạn nào quên à. Lysine có 6 carbon. 6 carbon này. OOH và 2 nhóm R2. 2 nhóm R2 các em nhá. Do lysine có 2 nhóm R2 nên nó có một nguyên tử nitơ là sai. 2 nguyên tử nitơ rõ ràng này. 1 là sai. Nó phải sửa là 2 nhá. Anilin là chất lỏng tan nhiều trong nước, hoàn toàn chính xác. Anilin là một chất cực kỳ đặc biệt. Được chưa? Nó là chất lỏng nhưng tan nhiều trong nước là sai. Anilin không tan trong nước. Được chưa? Chú ý nha. Hello, chào Hồng Nhung. Hồng Nhung avatar đen trắng đẹp đấy. Chào Bích Hồng. Anilin là chất lỏng. Ở Bích Hồng này còn có cả ảnh với hoa nữa cơ, đẹp thật. Chào Đỗ Hồng Nhung, che mất mặt rồi em ơi. Phân tử gly ala ala có 3 nguyên tử oxy, xem nhá. Phân tử gly ala. Ui, chứng tỏ học livestream thầy của toàn các bạn nữ hot girl luôn. Hôm nay thầy mới để ý. H2N này, CH2 này, CO này, NH này, CH này, CH3 này, NH này. Thầy viết ra cho hôm nay nhìn nhá. CO này. À đâu, chưa chết, chỗ này là CO. Chỗ này là CO nhá. NH CH CH3 COH đúng không? Cuối là COH. Đề bài nó có 3 nguyên tử oxy. 1 2 3 4, 4 nguyên tử oxy cơ. 3 nguyên tử oxy là sai. 4. Dung dịch protein có phản ứng màu bí ure, hoàn toàn chính xác. Ví dụ như cho lòng trắng trứng vào COH lần thì bí ure cho mình dung dịch màu tím. Vậy đáp án 9. Chúng ta phải là đáp án C các em nhá. Hồng Thắm, Hồng Thắm comment nhanh đấy. 4 oxy là 4 oxy mới đúng, 3 oxy là sai, hoàn toàn chính xác. Thái Nguyễn, Thái Nguyễn fan cứng luôn, fan cứng của fanpage. Bài 9D chính xác, cáo trắng. Cáo trắng chẳng thấy Ava gì. Đuối. Mai cáo trắng chỉnh Ava để thầy nhìn thấy mặt em nhá. Ok, đúng rồi, link đề thầy đăng rồi. Câu số 10 nào. Câu số 10, tí nữa thầy đăng lại. Đố cả nhà biết đây lại bài nào tiếp. Nào, câu số 10 nào. Câu số 10. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, mã đề 203, vẫn là mã đề 203 thôi. Đấy, chúng ta thấy là đấy, nếu mà chúng ta học giỏi phần hữu cơ với thầy Minh Linh thì chúng ta làm những cái câu này rất là dễ. Đúng không? Mà hiện tại bây giờ khóa live VIP của thầy bây giờ chỉ còn có 250.000. Đúng không? Mà học full đến tận cuối năm, học hết kiến thức lớp 12, xong rồi còn học cả luyện đề, xong học cả tổng ôn nữa. Đấy, thầy có những cái câu lý thuyết cực kỳ kinh khủng. Em nhắc lại N lần này em ế, Yến Nhi ế thật á. Ế thật, thế thì phải học theo thầy thì mới có gấu được. Chào Như Quỳnh, câu số 10. Tinh thể chất rắn X, tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Xem nào. Tinh thể chất rắn X mà lại không màu mà lại vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả, đây từ cốt này. Quả nho chín. Đường gì mà có nhiều trong quả nho chín các em nhỉ? Đường gì mà có nhiều trong quả nho chín mà các em? Đấy, cái này rất là dễ thôi. Khẩn trương là nhanh tay là xem video livestream này về tường này, xong tắt tất cả các bạn vào trong video livestream này. Ôi, cảm ơn Tâm, Tâm chụp được ảnh 166 bạn nhưng lúc nay được tận 170 cơ, hơi tiếc nhỉ.
giá mà được chụp từ 170 thì tốt. Nào mình có này, tiếp tục nào. Quả nho chín thì chắc chắn là glucose, phải bỏ fruit, bỏ xác đúng không? Khử chất X, bây giờ cho glucose cộng hydro thì thu được, chắc chắn là thu được sorbitol đúng không? Chính xác, Đỗ Tuyết hoàn toàn chính xác. Vậy chắc chắn X là glucose và Y là sorbitol. Đáp án đúng đáp án. À, hoàn toàn chính xác. Ôi Trịnh Vũ rất tốt. Hello. Những thanh niên nào mà các bạn nam nào chưa có gấu nào, comment để thầy biết nào. Các bạn nữ nào cũng chưa gấu, comment để biết để thầy ghép đôi cho nào. Thầy làm gì? Thầy có tận 2 con gấu hôm nọ xem là Tê Lan Anh. Thầy có tận 2 con gấu, thầy hơi bị nhiều gấu luôn. Câu số 11. Câu số 11. Cho 4,5 gam aminic no đơn trước mạch thở. Úi dồi ôi, câu này hay cực. No đơn trước mạch thở. No đơn trước mạch thở với công thức tổng quát nó là CN H2N cộng 3N nhá. 4,5. 4,5. Thằng này ăn 1 HCl thôi, bởi vì là đơn trước. Đơn trước thì ăn 1 HCl thôi các em nhá. Hello, chào Hà Thu Dịu. Cứ comment đúng là xinh gái hết. Nào để tao đánh gì? Để tao đánh muối, thầy chẳng quan tâm muối là gì. Thầy chỉ quan tâm là thu được 8,15 gam muối, đúng không? Các em nhìn thấy không? Vậy hoàn toàn ở đây thầy bảo toàn khối lượng được. Bảo toàn khối lượng là ok nhất. Mình có 4,5 cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng khối lượng của muối, đúng không? Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được khối lượng HCl là 8,15 trừ đi 4,5 bằng 3,65. Nhìn thấy chưa? 3,65. Cho em một con á, chia cho 36,5. Kiểu gấu thì phải tự săn chứ làm sao mà cho được. 0,1. Đấy, Hà Thu Dịu. Hà Thu Dịu cũng chưa có người yêu á. Đây là các em này, bạn Hà Thu Dịu chưa có người yêu này. 0,1. 0,1 vậy thì hoàn toàn mình tìm được số mol HCl là 0,1. Vậy suy ra số mol amin bằng 0,1. Đúng chưa? Số mol amin bằng 0,1 thì hoàn toàn nháp xịn của chú Minh đâu rồi? Đợi thêm một chút thầy đi tìm nháp xịn. Nháp xịn. À, nháp xịn rồi. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của amin bằng 4,5 đúng không? Khối lượng của amin bằng 4,5, vậy mình tìm được phân tử khối của amin đây này. Chỗ này là 12N. 12N cộng với lại 2N cộng với lại 3 cộng với lại 14 thì bằng 4,5 chia cho 0,1. Em thích con gấu bữa thầy hát. Eo dã man nhỉ, Trang Huyền. Thích con gấu bữa thầy hát á. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được N bằng. N bằng mấy? N bằng mấy nhỉ? N bằng 2. Với N bằng 2 suy công thức nó là C2H7N. Đừng nói là chọn 2 nhá. C2H7N. Đề bài hỏi là số nguyên tử hydro này. Đề bài hỏi số nguyên tử hydro nhá. Đề bài hỏi xuống, thầy hơi bị nhiều gấu nhá, không nào các em nhìn thấy gấu này rồi gì nữa. Thầy cực kỳ nhiều gấu luôn. Bạn Tâm chưa có người yêu á? Vã vậy cơ Tâm? Bảy. Tâm có người yêu ở Đức rồi, để đứa nào biết Đức tăng Đức vào đây đấy. Để nhận người yêu nào. Tâm bây giờ đang đi thả thính linh tinh này, bỏ quên mất Đức. Vậy đáp án đúng chúng ta là C27N, vậy thì số hydro là bằng 7 nhá các em nhá. Đáp án đúng đáp án A. Đúng rồi, lên để ông Liên hoàn toàn chính xác luôn. Nào câu số 12 nào. Câu số 12 nào, cho các phát biểu sau. Câu số 12 cho các phát biểu sau. Sử dụng xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục, chính xác. Nếu nhỏ dung dịch iốt vào lát cắt của quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím, chính xác. Cái này là thầy nhớ là thầy dạy ở bài ST đầu tiên, thì có một con bé là con bé gì nhỉ, quên tên, là Nguyễn Quách Thanh Thanh, nó kêu là câu này nó không làm được bởi vì là nó học thầy sau cái bài đấy. Đấy, thế nên nhớ phải học thầy từ sớm thì xuất hiện màu xanh tím đúng. Đố em biết bài gì đấy? Khi nấu canh cua, hiện tượng điêu cua nổi lên là do sự đông tụ protein, chính xác. Đúng chưa? Lưu Trần Ngọc Phận cũng ế, khổ thân nhỉ, nhiều đứa ế thế không biết à. Mà chuẩn bị Noel rồi còn gì. Hôm nay là 26 tháng 10. À bây giờ phải đi kiếm bạn để đi Halloween đã chứ đúng không nhỉ? Halloween đã xong mới đến Noel. Một số ET mùi thơm được dùng là chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, đúng tiếp. Đúng không? Ví dụ như dầu chuối chẳng hạn. Các bạn nữ thầy biết rồi, bọn con gái nó rất thích ăn chuối em. À, thầy hay phạt thạch lớp óc của thầy là thạch chuối, thế là bọn con gái cứ đi vồ lấy thạch chuối nó ăn. Không biết là chuối nó có vị gì mà ngon là sao bọn gái thích ăn thế. Một số ET mùi thơm đúng. Vải làm từ ni lông 6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm. Ni lông 6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm. Đúng không? Đúng tiếp. Vậy là A B C D E đều đúng. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng là 5 nhận định đều đúng. C hoàn toàn chính xác. Ok. Nào câu 13 nào, câu 13 nào, câu 13 nào. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Thầy vừa dạy xong. Đúng không? Tổng hợp. Đấy, tổng hợp bán tổng hợp khác nhau nhá. Có thiên nhiên này, tổng hợp bán tổng hợp này. Đấy, tổng hợp thì các em chỉ nhớ thầy là tất cả bọn ni lông. Ni lông, tất cả bọn ni lông là tổng hợp này. Nitron, tất cả bọn nitron là tổng hợp này. Chất
được chưa? Đấy, tất cả bọn nylon, tất cả bọn nitron đều là tổng hợp, được chưa? Chuối thì còn tùy loại. Lan Anh à, chuối à, chuối có chuối ta, có chuối rừng, có chuối ngự. Lan Anh thích loại chuối nào? Nylon, nitron, tất cả đều là tổng hợp, đúng không? Vậy tơ tằm là thiên nhiên, visco là bán tổng hợp, cellulose acetate là bán tổng hợp. Vậy nitron chúng ta là nylon 6,6 là tơ tổng hợp. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Em biết giặt giũ, em biết nấu cơm, em biết dọn nhà, em cô đơn cái, em không có người yêu. Đứa nào mà vã vậy? Thế thầy thì ở vậy 28 năm rồi thì tính sao em? Thầy biết học hóa, thầy cũng đẹp trai, thầy lại học giỏi, nhưng mà thầy cũng chưa có người yêu này. Câu 14. Câu 14. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Mã đề 213. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Lại monosaccharide, xem này. Saccharose là disaccharide. Disaccharide, disacca. Cellulose là poly, polysaccharide. Glucose là monosaccharide. Tinh bột là polysaccharide. Thế vậy thì đáp án đúng của chúng ta để bài hỏi monosaccharide là glucose. Thank you bạn Tâm đã gửi ảnh cho thầy nhá. Thank you bạn Tâm. Nào mình sang câu 15. Câu số 15 nào. Ôi Thu Hà nhanh thế. Thu Hà có hẳn hai ảnh avatar trong này, chẳng biết bạn nào bạn Thu Hà luôn á. Nào, acid amino acetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thằng này có nhóm NH2 chắc chắn là NaCl. COH. Đúng chưa? Thế là thằng này lưỡng tính đúng không? Lưỡng tính thì Na NO3 là không ăn được, thằng này là muối trung tính. NaCl không. Na2S4 không. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Bọn lưỡng tính nó ăn được cả nam, ăn được cả nữ mà các em, đúng không? Chào Tâm, hello, chào cả nhà. Các em đang theo dõi buổi livestream chữa đề thi Trung học phổ thông quốc gia full tất cả các câu lý thuyết hữu cơ của thầy. Nào mình sang câu số 16. Lại là một câu nữa trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Các em giúp thầy share video livestream lại về tường nhá, xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream thầy nhá. Thank you cả nhà đã và đang ủng hộ chú Minh Myelin. Các cháu đang ở trên kênh của chú Minh. Đấy, các tay cơ nhớ bấm cho thầy nhá, nhớ share thật nhanh về tường, xong rồi là tag tất cả các bạn vào trong video livestream nhá. Còn nhớ phải like, nhớ like cả video livestream ấy, không lại quên không like ạ. Nào mình tiếp nào, sang câu tiếp theo, câu số 16 nào. Câu số 16 đáp án gì nào cả nhà? 16. 16 nào. Để thank you em để cho cái đồng hồ cát. Úi rồi. Không được, phải thi được điểm cao thì mới có đồng hồ cát nhá. Đồng hồ cát của thầy hơi bị xịn sò, em gái phải tặng ấy. Đấy, để cho Tâm nó thèm, để cho Tâm nó cày. Nào tiếp tục nào, câu số 16, công thức của axit stearic. Công thức của axit stearic là gì? Công thức của axit stearic là gì? Đố cả nhớ biết đây là bài gì? Thực ra cái lúc mà thầy ngồi làm việc ấy, hay là thầy ngồi học ấy, thì thầy hay bật nhạc để thầy nghe, thì thầy mới tập trung được. Nhưng mà trước thì thầy không dám bật nhạc, tại vì thầy sợ là bọn em bị mất tập trung. Nhưng mà hôm nay bấn quá không chịu được, nên là thôi cứ liều bật nhạc. Nên là có gì thì các bạn đừng ghét thầy nhé. Ui còn 10% thôi, chữa nhanh lên. Chết rồi, còn 10% pin các em ạ. Thầy sẽ chữa đến bao giờ sập nguồn nhá. Chấm cái cổ vũ này để thầy chữa đến bao giờ còn sập nguồn à. Pin của thầy còn 10% pin. Thôi chết rồi, vừa nãy quên không cắm sạc rồi. Nhục thế. Nào, công thức của acid stearic. Công thức của acid stearic là gì? C17H35COH. Đáp án đúng đáp án C cả nhà nhá. Nào mình sang câu tiếp theo, câu số 17 nào. Da 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 da. Nào tiếp tục nào các em. Tiếp tục nào các em, tiếp tục nào cả nhà. Nào mình có này, câu 17. ST nào sau đây tác dụng với NaOH? ST nào sau đây tác dụng với NaOH? Thu được ancol nitric. ST nào tác dụng với bé này được cái gì được, ok. Thế thì thầy cũng thích làm việc như kiểu này đấy. Các em cứ thích nghe bài nào thì bảo thầy nhá. Uầy Nguyễn Quang Nguyên đi tán gái luôn. Máu thế. Đấy, chúng nó đi tán gái ông, mặc kệ cho ông thầy, chúng nó già khụ đế xong ở đây. Chán thật, buồn thế. Thu được anconitilic. Anconitilic là C2H5OH đúng không các em? Anconitilic chúng ta là C2H5OH. Do nó là C2H5OH nên anh này thủy phân ra được C3OH này vứt này. Anh này thủy phân ra CH3OH vứt tiếp này. Anh này thủy phân ra là C3H7OH này vứt tiếp này. Được chưa? Vậy là thủy anh này thủy phân ra CH5OH. Đáp án đúng đáp án à, ok. Đa đa đí đa là cái gì? Nào tiếp tục là câu 18 nào. Câu 18. Rót 1-2ml dung dịch chất X đậm đặc. Cùng comment nhá, câu 18 đáp án gì nào. Dung dịch chất X đậm đặc và ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch NaHCO3. Lưu ý NaHCO3.
đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm thì que diêm tắt. À vậy chắc chắn là chất X này tác dụng với NaHCO3 thì thu được khí CO2. Vậy X phải ăn được NaHCO3. X ăn NaHCO3 thì chắc chắn X nó phải là axit alkonitric C2H5OH là không có ăn NaHCO3 đâu. Vớt. Phenol, phenol là không ăn NaHCO3. Anhydrit acetic CH3CHO không ăn NaHCO3, vứt nốt. Acid acetic CH3COOH thất tình à? Được rồi thầy bật nhá. CH3COH ăn NaHCO3 tạo thành CO2, đáp án đúng đáp án C, hoàn toàn chính xác luôn. C. Bỏ thầy bơ vơ đúng rồi, chán thế. Chúng nó toàn thích bỏ thầy bơ vơ rồi. Thất tình nhá. Có cả thất tình rồi. Thì thất tình. Nào tiếp tục nào, câu 19 à. Câu 19 cùng comment đáp án với thầy nhá. Câu 19 đáp án gì? Huy KK, Huy KK comment nhanh thế. Nào câu 19 đáp án gì nào? 19 tinh thể chất rắn X không màu. Thanh niên nào chưa xe lại về tường, xe lại về tường nhá. Tổ chức xem chung trong tất cả các nhóm của các em giúp thầy nhá. Câu 19 này, tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. À, chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía. À, lại đường mía, củ cải đường, thốt nước, nốt. Đường mía, củ cải đường, thốt nốt thì không thể là glucose được. Glucose là đường nho, mình vừa làm xong. Vậy thì đường mía chỉ có thể là saccharose rồi đúng không? Trong nghiệp X được chuyển hóa thành Y, dùng để tráng gương và tráng ruột phích. X chuyển hóa thành Y, Y tráng gương và tráng ruột phích thì không thể là sorbitol được, chỉ có thể là glucose thôi. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok. Tiếp tục nha, mình sang câu 20 nha. Thầy Tâm hông cái gì đấy Tâm? Thầy sẽ live stream cho đến bây giờ sập nguồn. Cố gắng này, chúng ta còn 20 câu nữa. Nào, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Các em nhớ nhanh tay xe lại video live stream về tường nha. Xong tát tất cả các bạn của em vào trong video live stream giúp thầy nha. Hôm nọ được hơn 700 bạn xem cơ mà, hôm nay đuối thế. Câu 20, phát biểu nào sau đây là đúng? 20, phát biểu nào sau đây là đúng? Polymethyl mesh acrylate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Xem nhá, đây. Methyl mesh acrylate đây. CH2 nối đôi C, CH3 COO CH3 anh này. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì anh này tạo thành CH2 C CH3 COO CH3 này. Đây, N lần. Được chưa? Thế đây anh này thực hiện bằng phản ứng trùng hợp, hoàn toàn chính xác. Đúng, à đúng luôn. Trùng hợp epsilon amino caprolic không phải là trùng hợp mà anh này phải là trùng ngưng. B sai. Polyethylene terephthalate được phản ứng bằng trùng hợp, sai, phải là trùng ngưng. Polyethylene điều chế bằng trùng ngưng, sai, polyethylene phải trùng hợp. Vậy sai, đáp án đúng chúng ta đáp án A, thầy viết rồi. Anh này còn được gọi là thủy tinh hữu cơ hay còn được gọi là plexiglass, các em nhớ nhá. Đứa nào không biết thì nhớ xe lại về tường đấy, lưu lại. Câu 21. Hello chào Hương Thu. Hello chào Hương Thu. Chào Hương Thu. Hello chào cả nhà. Thanh niên là chưa xe lại video livestream thì nhớ xe lại video livestream thầy. Ok em, cái bài gì của Đức Phúc ấy nhỉ? Bài gì của Đức Phúc hay hay ấy nhỉ? Thầy quên mất tên bài gì của Đức Phúc hay hay rồi, comment cho thầy biết đấy. Để thầy bật bài đấy à. Bài gì của Đức Phúc ấy nhỉ? Câu tranh thủ đợi các bạn comment, chúng ta giải sang câu 21. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trùng hợp à? Đây em ơi, trùng hợp là cứ có nối đôi là trùng hợp. Nhá, bạn là gì vừa hỏi đấy. Thầy chưa kịp nhìn tên. Trùng hợp thì cứ có nối đôi. Nối đôi hoặc vòng kém bền là trùng hợp. Vòng kém bền, Hà Thu Dịu xinh gái đấy. Comment nhiều nên là xinh gái. Các bạn nào comment thầy nhiều là auto xinh gái. Hello chào Mỹ Linh. Mỹ Linh Ava nhìn xa quá, không nhìn thấy Mỹ Linh như nào. Nhưng khả năng cao những đứa nào mặc áo trắng chắc chắn xinh. 21, phát biểu nào sau đây đúng? Alanin là hợp chất có tính lưỡng tính. Đây xem nhá. Alanin đây. COH này. H2N. H2N. CH3. Anh này vừa có nhóm COH, vừa có nhóm NH2 và anh này tính lưỡng tính đúng. Tính lưỡng tính đúng luôn. Cái gì nhỉ? Hết thương cạn nhớ. À đúng rồi, hết thương cạn nhớ. Thank you cả nhà nhá. Hết thương cạn nhớ. Bật này cho nhớ yếu cũ cái. Hết thương cạn nhớ. Nào, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Gliala phản ứng màu BOD là sai. Đúng chưa? Cảm ơn Tâm. Tripeptide mạch hở có 3 liên kết peptide. Không phải, tripeptide chỉ có 2 liên kết peptide thôi. Được chưa? Dimethylamin là amin bậc 3. Sai, thằng này amin bậc 2. Đây, thằng dimethylamin đây. CH3NH CH3, thằng này amin bậc 2 chứ. Đúng không? Sai lẻ. Câu 22 nhá. Cho 5,9 gam amin no đơn trước mạch hở. Cho 5,9 gam amin no đơn trước mạch hở. 5,9 gam amin no đơn trước mạch hở. Bao nhiêu đứa cổ vũ thầy tập hát bài này?
A minor đơn chữ bích hợp. Bao nhiêu đứa cổ vũ thầy tập hát bài này nào, chấm cái nào. N 5,9 gram. 5,9. Tác dụng với HCL dư. 22D may quá không có người yêu cũ. Muối. Để thu được 9,55 về còn tăng ra bảo toàn khối lượng. Khối lượng của HCL. Đấy, mình tìm được khối lượng HCL luôn đúng không em? Bao nhiêu đứa không có người yêu, bao nhiêu đứa chưa từng có người yêu ở đây xem nào. Tối nay hiện tại đang có 128 bạn đang theo dõi video livestream của thầy, là bao nhiêu bạn đang, bao nhiêu bạn chưa từng có người yêu giơ tay nào, chưa từng có trải nghiệm yêu. Mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng HCL. 9,55 trừ 5,9 bằng 3,65. Vậy hoàn toàn thầy tìm số mol HCL 36,5 bằng 0,1. 0,1 suy ra 0,1. Vậy đến đây mình tìm ra được này, phân tử khối này, 12N cộng 2N là 14N. 14 rồi, em ủng hộ thầy hát một bài con mà nát giọng. 3 cộng 14 là 17. Thì bằng 5,9 chia 0,1. Và đến đây mình tìm được N bằng 3 các em nhỉ. Đúng không? N bằng 3. N bằng 3 thì ngay tức nó là C, đứng nó là chọn 3 nhá. C3H9N. Số nguyên tử hydro. Số nguyên tử hydro bằng 9. Chết đỏ đau họng này. Nói to quá. Số nguyên tử hydro bằng 9. Ui, thầy hát đi á, bây giờ đang livestream đang bị rát rát họng rồi các em ạ. Các em hiểu câu 22 này không? Nếu hiểu câu 22 này thì chấm cái nhá. Thanh niên nào mà chưa biết tìm đồng phân thì click vào cái link ở dưới. Cái link mà thầy ghim á, là cái link mà sẽ giúp cho em biết tìm đồng phân. Câu 23. Câu 23. 90g glucose lên men. 90g glucose lên men. Chết rồi, đau họng rồi, chết rồi. Chào Phương Mai. 90g glucose C6H12O6 hiệu suất 80% 0,8. Thu được 2 thằng C2H5 OH đúng không? Vậy hoàn toàn nhá, mình có nhá. Số mol glucose là 90 trên 180 bằng 0,5. 0,5 nhân 2 bằng 1. Thuận nhân. Thuận nhân nhân 0,8 bằng 0,8. Vậy nên mình tìm được khối lượng luôn. Đúng rồi, đau họng lắm. Giờ đang tự nhiên bị đau họng luôn này. Nhân 4 6 bằng 36,8g. 36,8g. Đáp án đúng đáp án A. Bắt chúng mình hát xong rồi, chúng mình hát xong ngày mai chúng mình lại bị khóa nick, thế là hết người dạy. Khổ thân chúng mình. Khổ nhân thân các cháu. 24 nào. Cho phát biểu sau. Thủy tinh hữu cơ plexiglass được dùng làm ứng dụng cửa kính ô tô. Đúng rồi, chính xác. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose. Đúng, chính xác tiếp. Thế nên là cái uống vào rượu vang nho nó hơi chát chát em ạ. Thầy không uống được cái loại đấy. Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng. Chính xác, bởi vì nó bị thủy phân mà. ABC đúng rồi nhá. ABC đúng rồi nhá. Nhớ nhá, nhớ là ABC đúng rồi nhá. Xem D xem nào. Khi rót acid sulfuric đặc vào vải cô tông sợi bông thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng. Chính xác. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu do liên kết CC chất béo bị oxy hóa. Đúng hết. Ô thế đúng hết à? A, B, C, D, E đúng hết. Vậy đáp án đúng của mình là B chứ nhỉ? B chứ nhỉ các em nhỉ? Đúng không nhỉ? A, B, C, D đều đúng. A, B, C, D, E đều đúng. Vậy nhận định đúng của mình là B. Thank you đứa nào bảo thầy mua cam thảo với thuốc bắc ngậm đây. Cảm ơn em nhá. Thầy còn chẳng thời gian làm ngậm cơ. Đi dạy off suốt. Nào mình sang câu 25 nào. Live VIP ơi, live VIP. Live VIP ngày mai bắt đầu học buổi đầu tiên vô cơ nhá. Live VIP bắt đầu mai vào học buổi đầu tiên vô cơ nhá. Thầy nhắc, tiện thể để nhắc tất cả các bạn live VIP ở đây. Trưa mai, mai chủ nhật chúng ta sẽ bắt đầu team live VIP bắt đầu vào học buổi đầu tiên vô cơ. Nhớ học với thầy dạy lại đầu tiên, dạy lại từ lớp 10 luôn. Dạy lại từ mất gốc luôn nhá. Live VIP nhớ đấy, câu 25. Live VIP bắt đầu học lại từ đầu vô cơ vào mai. Dù gì là sau đây không làm đổi màu quý tí. Không làm đổi màu quý tí mà. Thầy chữa nhanh nhanh lên nhá, tốc độ tăng cao cao chút nhá. Không là đổi màu quý tím này. NaOH làm quý tím chuyển thành màu xanh này. HCl làm quý tím chuyển thành màu đỏ này. CH3NH2 chuyển thành màu xanh. Vậy thì B chúng ta, đây có nhóm NH2 và có nhóm COH thì thằng này lưỡng tính. Phạm Thị Tâm à? Ui Tâm viết hoa kìa. Kinh nhỉ? Tâm nổi bật thế, Tâm có gấu chưa? B không là đổi màu quý tím. B. Được chưa? Thưa. Ui, nhạc buồn đấy nhỉ? Bật bài gì vui vui đi. Em gì ơi nhá. Eo chứ nghe nhạc này buồn quá à. Chết khóc mất. Nghe bài này buồn khóc mất. Bài gì vui vui nhỉ. Em gì ơi. Chứ không khóc. Ngồi đây đang dậy mà lại khóc thì chết. Mai chúng nó cười vào mặt trò. Nào câu 26. Công thức phân tử của acid oleic
Olex là C17H33COH đúng không? Đáp án đúng, chúng ta là đáp án D. D các em nhá. Câu 26. Rồi, đáp án đúng đáp án D. Chất nào xoay dây thuộc loại polysaccharide thì chúng ta biết rồi, fructose là mono, glu là mono, sac là di. Vậy poly là C. Câu 28, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Như thầy đã nói, tơ nhân tạo là tơ visco và tơ acetat nha. Thế vậy ở đây thằng nào? Nào cùng comment cho thầy xem nào. Thế vậy ở đây thằng nào là thằng tơ nhân tạo? Khéo, ối đứa không biết. Ối đứa không biết luôn á. Thế mới nhỏ. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo nào? Đầy đứa không biết thằng nào là tơ nhân tạo luôn. Gì? Tơ cellulose acetate, đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 29 nào. Câu 29. Hiện nay nhiều nơi nông thôn sử dụng phẩm bioga để xử lý chất thải trong chăn nuôi. Ui, chắc ở đây chắc đầy đứa nhà làm xử lý bioga, làm chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu chất dễ cháy trong khí bioga là. Thề bọn em là bioga mùi dã man luôn. Nhiều người bảo không mùi nhưng mà thầy thấy nó mùi. Thật luôn. Vậy ở đây mình có này, chất dễ cháy trong khí bioga là gì? CH4 đúng không? Metan. Hỏi Tâm có người yêu chưa? Để thầy giới thiệu cho mình cũ. 111. Câu 30, tinh thể chất X không màu. Nào tiếp à? Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong. Ủa. Nãy thì mình học về có nhiều trong nho là ôn về glucose, có nhiều trong mía thì là saccharose, bây giờ có nhiều trong mật ong thì chắc chắn là fructose đúng không? Bỏ sac, bỏ glu, bỏ sac. A. Fructose. Trong công nghiệp X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y, chắc chắn là saccharose rồi. Đúng chưa? Câu 31 à. 31 à, còn 9 câu thôi. À, Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 mã đề 27. Nào, khẩn trương nào các em. Cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Nhớ tag tất cả các bạn của em bị mất gốc vào đây nhá, để chú Minh chú chữa cho. Chú Minh là thanh niên chuyên đi chữa cho các cháu. Ok. Câu 31, chất nào sau phát biểu nào sau đây là đúng? PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Đây PVC đây. CH2 nối đôi CHCl, cái này nhiều đứa không biết đâu. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH2 CHCl. Đây là phản ứng trùng hợp. Được chưa? PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp đúng. À đúng. Visco tơ tổng hợp là sai, visco là tơ bán tổng hợp. Tơ tằm tơ nhân tạo sai, tơ tằm phải là tơ thiên nhiên. Amylose cấu trúc mạch phân nhánh là sai, amylose phải cấu trúc mạch không phân nhánh. Được chưa? Nào tiếp tục. 32. Cho 7,5g amino acid X có công thức có dạng tác dụng hết. Đây, bây giờ lại sang một câu 32, một câu giải về amino acid, cùng xem thầy giải nhá. 7,5g amino acid. Thực ra 7,5 ở đây thầy dạy các em là chọn được ngay. Nó là glucose. À đâu nhầm, nó là glycine. Nhìn thấy 75. 7,5, nghĩ ngay đến 75. 75 là glycine, chọn ngay. Được chưa? Thế nhưng mà nếu mà vẫn chưa ra được glycine ý, thì cùng chú ý nhé, chúng ta sẽ giải cho kiểu này nhé. Kiểu này, amino acid này, công thức này, H2NCN, H2NCOOH này, tác dụng với lại HCl dư thì thu được muối. Ở đây mình có này, 7,5. Amylose là mạch không phân nhánh em ạ. 7,5 cộng với lại MHCl thì bằng được M muối là 11,15. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng HCl nhé. Bấm máy tính này. 11,15 trừ đi 7,5 bằng 33,65 chia cho 36,5 thì bằng 0,1. Vậy số mol HCl là 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol amino acid là 0,1 do HCl ăn 1 H2. Đến đây mình tìm được phân tử khối H2N CN H2N COOH thì bằng 7,5 chia 0,1. 7,5 chia 0,1 thì bằng 75. Được chưa? Bằng 75 là rất đơn giản. Nó đến đây mình có này. Cụm này là 16 này. Cụm này là 16. Cộng với cụm này là 14N. Cộng với cụm này là 45. Thì bằng 75. Và đến đây hoàn toàn mình tìm được N bằng 1. N bằng 1 thì chắc chắn cho nó là gì? Đây. H2N CH2 COH. Glycine là gì nữa? 5 hydro. Đúng chưa? Giống như thầy dự đoán này. 7,5. Thầy đoán ngay là glycine. Ngay từ đầu luôn rồi. Rất là dễ. Đúng không? Dễ không em? Nào mình tiếp nhé sang câu 33. 33. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH? Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH mà thu được cái gì đó? Mà thu được natri acetat. À,
thu được natri acetat. Natri acetat là gì nhỉ? Là CH3COONa. Vậy là thằng nào thu được? Đây thằng này thu HCONa vứt. HCONa vứt. CH5COONa vứt. CH3COONa lấy luôn. Đáp án đúng, đáp án A. Đúng rồi, đây là mon HCl phản ứng em ạ. Bà Tư. Ui, toàn mày thất tình. Chia tay. Nào các em cùng comment đáp án xem nào. Câu 34 đáp án gì nào cả nhà. 34 đáp án gì nào. Xem nào, 34 đáp án gì nào. Cho 2ml chất lỏng X vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt. Sau đó thêm từ từ từng giọt H24 đặc và lắc đều. Đun nóng hỗn hợp sinh ra hydrocarbon, làm nhạt màu dung dịch cam. Hydrocarbon là chỉ có một carbon và hydro thôi. Hai công thức của nó là CHI nhá. Thế cháu này anhydracetic là CH3CHO. Cháu này có oxy vớt, không phải hydrocarbon. Anconimethylic CH3OH. Cháu này có oxy, không phải hydrocarbon. Ơ? Từ từ. 2ml chất lỏng và ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá. Sau đó thêm từ từ H24 đặc lắc đều. Đun nóng thì mới sinh ra hydrocarbon. Sorry, mắt thể lé. Sorry cả nhà, mắt thể lé đấy. Đun nóng nó mới sinh được hydrocarbon. Thế thì anh này đun nóng lên, anh này thì cho vá là 4 đặc lắc đều này. Xong rồi đun nóng hỗn hợp thì không sinh ra được hydrocarbon loại. Thằng này cũng vậy, không sinh được hydrocarbon loại. Nhá. Acid acetic đun cũng không sinh được hydrocarbon. Anconitilic này cho vá là 4 đặc này. H2SO4 đặc thì đun nóng nó tạo thành C2H4. Thằng này ra là hydrocarbon, làm nhạt màu dịch cam 4. Đáp án đúng, đáp án C. Úi giời, câu 34 ối đứa xài. Ối đứa chết, khổ thân không? May chưa đấy, các em thấy không? Bao nhiêu bạn thấy rằng chết bài này là xứng đáng? Chấm cái để thầy biết nào. Bao nhiêu bạn thấy rằng là chết bài này là xứng đáng? Chấm cái để chú Minh biết nào. Bao nhiêu bạn thấy bài này chết là xứng đáng? Đấy, những cái câu này là phải có kiến thức lý thuyết thật khủng, đúng không? Thì chỉ có học chú Minh mới có ok thôi. Inbox ngay cho chị Thảo Thoan nhá. Hoặc inbox cho chú để ngay lập tức được training. Được gặp những cái thứ cực kỳ khủng, kinh khủng. Dư thừa. Nào câu 35. Câu 35. Đun nóng 100ml. Đun nóng 100ml dung dịch glucose amon với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Glu C6H12O6. Một thằng này sinh ra 2 bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 21,6 chia cho 108 thì bằng 0,2. Suy ngược lại 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Bao nhiêu đứa thích vừa học vừa nghe nhạc như chú Minh, để comment để chú Minh biết nào. Bao nhiêu đứa thích vừa học vừa nghe nhạc? Ở đây có nhiều đứa thích vừa học vừa nghe nhạc không? Bao đứa vừa thích học vừa nghe nhạc? Bằng từng hơi thở. Cả nhớ. Nào mình tiếp nào. Nghe nhạc dễ vào, ok, rất tốt. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của A. À đâu, đây là số mol là 0,1 chia cho 0,1. Đây là 100ml thì bằng 0,1 lít mà. Đây đang vừa nghe nhạc vừa học cái này. 0,1 chia 0,1 thì bằng 1. Đáp án đúng, đáp án D. Ok, tiếp tục sang câu 36 nha. 36 là có 4 câu rồi. Hy vọng là máy tính không, à hy vọng là điện thoại không bị sập nguồn. Còn 10% từ lâu lắm rồi đấy. Phát biểu nào sau đây là đúng? Cùng comment với chú Minh nhá. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng nào? Phát biểu nào sau đây là đúng? Glycine là chất có tính lưỡng tính. Đúng luôn, glycine này. H2N CH2 COH. Nhóm COH tính axit, nhóm NH2 tính kiềm, à tính bazơ. Đúng luôn. À đúng. Đúng không? 60 từ oxy á. À glyala là một oxy, ala va là một oxy nữa, valin, đây 4 cái từ oxy mới đúng. Được chưa? Sai. Link đề tí nữa thầy up lên nhá. Link đề thì vẫn ở trên fanpage. Valin tác dụng với brom tạo kết tủa, sai, sai lẻ. Dimethylamine, sai, dimethylamine phải là CH3NH CH3 cơ. Được chưa? Vậy là đáp án đúng ở đây chỉ có đáp án đúng là đáp án A thôi, tâm hoàn toàn chính xác. 37 nào. Đấy các em nhìn thấy nhá, đây là toàn những câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia nhá, của các mã đề luôn. Thầy tổng hợp lại đây, mất rất nhiều công để tổng hợp để cho các em thi xong nó lại còn chữa cho các em đấy, với hy vọng là các em được điểm thật cao, điểm cao như báo thầy nhá. Vừa nãy thầy vừa nghe một tin mừng của một bạn học sinh học lớp 11 offline của thầy là nó làm bài kiểm tra một tiết trên lớp là 9,7. Kinh không? Câu cuối là mẹ đọc đề vớ vẩn xong bị làm nhầm vớ vẩn mới được có 9,7 thôi.
Thế nên là những đứa nào mà xem livestream của thầy nhá, mà báo điểm nhá, là thầy cực kỳ vui đấy, có thưởng luôn. 37. Cho phát biểu sau, mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. À, mỡ lợn hoặc dầu dừa mà dùng nguyên liệu, cái này đúng. Nước ép quả nho chín khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Hoàn toàn chính xác. Ôi tầm này đi. Là trong tơ tằm có gốc alpha amino acid. Tơ tằm á. Tơ tằm có gốc alpha amino acid. Cái này nghe hơi lạ. Tơ tằm đi từ protein. À, tơ tằm là nước bọt của con tằm. Nước bọt con tằm là enzyme. Enzyme chính là protein. Protein thì chắc chắn là tạo bởi từ các peptide. Peptide thì là các gốc alpha amino acid. Chính xác. Kinh chưa? Suy luận dã man không? Cao su lưu hóa có tính đàn hồi. Đúng, lâu mòn khó tan hơn cao su thường. Đúng. Một số este mùi thơm được chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm. Đúng, ví dụ như là isoamin acetate đấy, dầu chuối đấy, dầu chuối mà có thể loại bọn các bạn nữ rất thích ăn. 1 2 3 4 5. Vậy là C. Lúc đi hết sầu, lúc về hết buồn. Pam 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 pam. Nào thì chưa có 38 nào, bao nhiêu bạn cùng muốn xem thì chú Minh Mê Liên chưa có 38 chấm cái để xem nào. 38 là một câu khó đấy. Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gram triglycerid CXHIO6 17,16 cộng oxy thu được nước và CO2 1,1. Chưa làm ăn được gì. Cho 17,16 gram X tác dụng với NaOH vừa đủ. CXHIO6 tác dụng với NaOH vừa đủ, với ăn 3 NaOH thu được glycerol C3H5OH 3 lần. Hello trà dịu và mờ muối. Chưa làm ăn được gì tiếp. Mặt khác, đây, ngon đây này. Mặt khác 11,76 gram X tác dụng được với tối đa 0,04 mol brom. Đấy, nhìn nhá. Vậy này, tác dụng brom này, X của thầy này chắc chắn có 3PCOO. Thằng này không tác dụng brom. Được chưa? 11,76 tìm số mol thì chưa tìm được số mol nhỉ. Chưa tìm được số mol câu này luôn. Ui. Thế câu này khó cứng đấy. Chưa tìm được số mol mà biết được số mol brom rồi, vậy thì phải đặt rồi. Bắt buộc phải đặt rồi. Vậy ở đây mình phải đặt kiểu gì? Mình đã được số mol CO2 này. Đây là số mol CO2 thì cũng chưa làm ăn được gì. Thế thì thầy đặt thế này đi. Thầy đặt x này là k đi. K vậy thì chỗ này nó sẽ có, thôi cứ đặt thằng này là A đi. Đấy. APCC. APCC, được chưa? Trong bên x, bên trong x có A liên kết PCC. Được chưa? Vậy thì suy ra này, số liên kết pi ở trong x sẽ là K, là sẽ là K sẽ bằng là A cộng 3. Được chưa? K bằng A cộng 3 thì hoàn toàn mình có này. N CO2 trừ N nước chia N cháy là NX thì bằng K trừ 1. Được chưa? Mình biết được N nước rồi nha. Được chưa? Một cháo. Tiếp theo này, mình lại có tiếp là một mối quan hệ nữa. Đó là thằng A này. Thì mình có là số mol của X sẽ bằng 0,04 chia A. Bởi vì là một thằng X này sẽ ăn A thằng brom mà. Số mol X bằng 0,04 chia A. Được chưa? Đấy, đây này, K bằng A cộng 3. Thế thì thấy ở đây là xong. Thế thế đây xong. À, nhưng vẫn chưa được, vẫn chưa được. Các em nhìn kỹ nha. Các em nhìn kỹ xong thầy giải nha. Câu này rất là hay luôn. Đúng rồi, 1,1 trên X. Được. Nhưng mà nó hơi dài ấy. Nó hơi dài ấy Tâm ạ. Nó hơi dài quá. Thầy không thích cái kiểu dài đấy. Thầy thích kiểu ngắn ngắn một tí. Thế thì ở đây thầy đặt đây là A này. Đúng không? Thì thầy có đây là K trừ 1 thì có phải là bằng K trừ 1 thì có phải là A cộng 2 không? Đúng chưa? NX này bằng 0,04 chia A đúng không? Thế mình biến được NX luôn. NX bằng 0,04 chia A là xong luôn. Thế bây giờ còn NCO2 và N nước. Thế đến đây thầy bảo toàn khối lượng là xong. Đúng không? Ở đây là thầy biểu thị được thằng N nước theo A. Sau đó là thầy bảo toàn khối lượng là xong. Đúng không? Đây nhá, đến đây thì được này. NX bằng 0,04 chia A. Vậy thì mình có NCO2 biết rồi bằng 1,1 này. Trừ đi N nước này. Thì bằng này. A cộng 2 nhân với NX. Nhân NX là 0,04 phần A. 0,04 phần A. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn mình được này. N nước thì bằng 1,1 trừ đi này. A chia A hết. 2 x 0,04 thì bằng 0,08.
0,08 trừ tiếp là